Truyền thuyết về cây đàn guitar. Ngày xưa có một cụ già và người con gái sống ở miền Nam Tây Ban Nha trong một ngôi nhà gỗ. Thời đó, cụ già nổi tiếng là một thợ mộc giỏi. Có người còn nói cụ là người thợ mộc tài danh nhất. Con gái của cụ tên là Si Cha. Nàng có giọng hát tuyệt vời, có một không hai. Mỗi lần nàng cất tiếng hát, mọi người đều dừng lại lắng nghe, ngay cả chim trên cành cũng im hót để thưởng thức. Giọng hát của Si Cha còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ. Dân chúng khắp miền Nam Tây Ban Nha thường tìm đến yêu cầu nàng hát mỗi khi có dịch bệnh phát sinh. Một đêm mưa bão, có người gõ cửa ngôi nhà gỗ của cha con nàng. Đứng trước ngưỡng cửa là một bà già khốn khổ, áo quần tả tơi ướt đẫm. Bà có một cô cháu nội đang ốm nặng sắp chết vì mắc phải một căn bệnh lạ, khiến lang y đều bó tay. Đó là lý do một bà già như lão phải lặn lội cả tháng trời đến đây gặp cô, Si Cha ạ. Chỉ để cầu xin cô cứu cháu nội tôi. Hôm sau, nàng cáo từ cha già để theo bà lão đi cứu cô cháu bằng chính giọng hát của nàng. Người cha nhờ hai người bạn đi theo hỗ trợ, và sau mấy tuần lễ, họ đã đến một ngôi làng ở Asturias. Cô cháu của bà cụ đã ngất lịm, thoi thóp gần chết. Si Cha liền cất tiếng hát. Chưa bao giờ trong đời mình nàng hát hay đến như thế. Nàng hát mãi không thôi, cho đến ngày thứ ba thì cô gái mở mắt tỉnh dậy. Cô gái đã được cứu chữa. Nhưng trên đường về, một trận bão tuyết trên vùng núi lạnh đã chôn vùi Si Cha và hai người bạn già đồng hành. Khi bão đã tan, may sao một đoàn người bắt gặp Si Cha vùi sâu trong tuyết và lạnh cứng như chết. Họ đã cứu nàng và đưa về với người cha già. Si Cha thoát chết. Nhưng vì thanh quản đã bị liệt vì tuyết lạnh, nàng không bao giờ còn cất tiếng hát được nữa. Thế là nàng trở nên u sầu, lúc nào cũng đắm chìm trong một trạng thái u uất đáng sợ. Nóng lòng muốn cứu con gái, người cha bỗng nhớ ra mình còn một khúc gỗ hồng trong nhà kho chứa đồ làm mộc của mình. Thế là ngày ngày ông cụ hết chăm lo cho Si Cha, lại đục đẽo trong nhà kho âm thầm làm một món quà cho con gái. Ông cưa gọt cả năm dòng và cuối cùng hoàn thành một thứ nhạc cụ lạ kỳ nhưng xinh đẹp, mang hình dáng một người thiếu nữ. Sau đó ông nhờ những người thợ săn trong làng săn về cho ông hai con nai. Một con lớn ông lấy gân chân căng ra làm những sợi dây chầm, còn con tơ ông lấy gân căng làm những sợi dây bồng. Khi cây đàn hoàn tất, ông đứng trước cửa nhà vuốt ngón tay trên những sợi dây đàn gân thú. Một chuỗi âm thanh sâu lắng, quyến rũ ngân dung. Lần đầu tiên từ khi bình phục, Si Cha bước ra ngưỡng cửa tìm xem những âm thanh thần tiên ấy phát ra từ đâu. Người cha trao cho nàng cây đàn độc đáo ấy. Si Cha nâng đàn lên và bắt đầu dạo nhạc, tiếng đàn bay bổng. Dân chúng khắp miền Nam Tây Ban Nha tìm đến xem chiếc đàn lạ lùng ấy. Mỗi lần nàng cất tiếng đàn, mọi người đều dừng lại lắng nghe, ngay cả chim trên cành cũng im hót để thưởng thức. Tiếng đàn của Si Cha còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ như tiếng hát của nàng ngày trước. Dân chúng thường tìm đến yêu cầu nàng đàn mỗi khi có dịch bệnh phát sinh.
Cái tên Sitcha dần lan truyền khắp thế giới và cây đàn đã được đặt theo tên nàng cũng được mô phỏng ở khắp nơi. Ở Ấn Độ, cây đàn của nàng được gọi là đàn Sita hay Chita. Ở Ý, nhạc cụ này được gọi là Chitara. Một số nơi khác, chữ C được đổi thành chữ G. Và thế là ngày nay, ta có đàn guitar ở Tây Ban Nha, đàn guitar ở Pháp, đàn guitar Anh, Mỹ và đàn guitar ở Việt Nam. Xuân về, xuân về liền vai.
xuân về lên vai, mà thương đời mẹ. Xuân về lên vai, mà thương đời mẹ. Xuân về.